Mới đây nhất, Hạt Dẻ đã đăng tải khoảnh khắc bắt chen với ba là MC Quyền Linh. Trong đoạn clip được chia sẻ, vẫn như mọi lần, Hạt Dẻ luôn chiếm trọn spotlight nhờ gương mặt xinh xắn cùng thần thái rạng rỡ. Đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc 3 giây cuối đoạn video, con gái Quyền Linh để lộ nụ cười rạng rỡ, tươi tắn. Theo đó, nhiều người nhận xét răng và khuôn miệng của Hạt Dẻ đã thay đổi so với trước kia. Bên dưới clip này, cư dân mạng thắc mắc về việc Hạt Dẻ đã tháo niềng răng nên tự tin hơn khi nở nụ cười. Tuy nhiên, một số người cũng thắc mắc về Hạt Dẻ tháo niềng khi răng chưa thật sự hoàn thiện. Ngay lập tức, con gái MC Quyền Linh lên tiếng, em chưa tháo niềng ạ, em thay niềng trong suốt. Chỉ ít giờ đăng tải, đoạn video của con gái Quyền Linh đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng. Phía dưới phần bình luận, dân tình dành nhiều lời khen ngợi về nụ cười của Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh. Nếu theo dõi Hạt Dẻ trên các trang mạng xã hội, khác với chị gái là Lọ Lem, cô bé rất hiếm hoi cười trong những bức ảnh. Thời gian gần đây, Hạt Dẻ lại trở thành tâm điểm khi bị soi nhan sắc và phong cách khác lạ. Thậm chí, cô con gái 16 tuổi của MC Quyền Linh còn vướng nghi vấn đã can thiệp dao kéo để thay đổi nhan sắc. Cụ thể, một khán giả còn thẳng thắn đặt câu hỏi về việc Hạt Dẻ sử dụng phương pháp tiêm Botox. Trước thắc mắc này, con gái Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận ngắn gọn, dạ không ạ. Ngoài ra, con gái út MC Quyền Linh còn thả tim như một hành động thể hiện sự đồng tình với những ý kiến cho rằng khuôn mặt cô thay đổi là do dùng app chỉnh sửa, trang điểm và góc quay. Hạt Dẻ cũng liên tục thả tim lời bình luận cho rằng cô mới 16, 17 vẫn đang ở giai đoạn phát triển, đây là độ tuổi còn quá sớm để thực hiện can thiệp thẩm mỹ, thay đổi dung mạo. So với cô chị Lọ Lem, Hạt Dẻ, tên thật Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, là con gái út nhà MC Quyền Linh lại mang nét đẹp hoàn toàn đối lập. Không những vậy, cô nàng còn theo đuổi phong cách thời trang có phần chững chạc hơn so với tuổi thật. Đặc biệt, con gái Quyền Linh còn kết thân với những layout trang điểm sắc sảo, tập trung nhấn nhá vào phần phấn mắt và má hồng, ra dáng thiếu nữ trưởng thành. Trên mạng xã hội, Hạt Dẻ thuộc top những nhóc tỳ hot nhất nhì của VBiz. Ái nữ nhà MC Quyền Linh hiện đang có hơn 500.000 người theo dõi trên TikTok và ở Instagram là 200.000 người. Có con gái tài sắc vẹn toàn và được kỳ vọng tham gia các cuộc thi hoa hậu. Thế nhưng MC Quyền Linh cho biết không định hướng con theo hoạt động nghệ thuật mà để các con tự do phát triển theo đúng sở thích. Với sức hút mạnh mẽ, Hạt Dẻ nhận được những lời mời quảng cáo, tham gia những sự kiện giải trí. Con gái Quyền Linh vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc này và chuyện học. Hạt Dẻ hiện là học sinh của một trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng ghi điểm với bảng thành tích học tập tốt. MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái út thích công việc trong lĩnh vực truyền thông, vợ chồng anh đặt quy tắc các con phải học sau đó mới nghĩ đến chuyện vào showbiz. Nam MC chia sẻ, con tôi rất nghe lời cha mẹ. Tôi có nói với con là tôi chưa muốn cho con theo nghệ thuật và theo showbiz, khi nào con tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng, ba hạnh phúc tự hào rồi thì lúc đó quyền con quyết định muốn làm gì ba không cản. Còn bây giờ tôi không muốn con bước vào showbiz để lơ là việc học. Với tôi việc học rất quan trọng, hãy tập trung hết sức mình vào nó. Tôi từng bỏ lỡ một ước mơ, đó là ngồi ở giảng đường đại học. Và tôi muốn con mình phải ngồi ở ghế giảng đường đại học, không biết con thích gì nhưng phải làm được điều đó. Khi nào cầm được tấm bằng đại học, con muốn làm điều gì cũng được. Còn hiện tại tôi định hướng là phải học, học xong tới đâu hay tới đó.